Sau bao ngày chờ đợi, tối ngày 27 tháng 5, tập 1 của Rap Việt mùa 3 đã chính thức lên sóng. Thái VJ huyền thoại sống trong giới rapper được ekip mời từ Mỹ về ngồi vào ghế huấn luyện viên là một trong những nhân tố được khán giả quan tâm. Thái VJ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, ra toàn sản phẩm sử dụng tiếng Anh. Vì thế khi biết anh có tên trong dàn huấn luyện viên chính của Rap Việt, mùa 3 đã khiến người hâm mộ chương trình không khỏi thắc mắc liệu anh sử dụng ngôn ngữ nào trong chương trình, liệu có cần một phiên dịch viên để dịch song song. Có thể thấy, trong tập đầu tiên, Thái VJ sử dụng tiếng Anh là chủ yếu. Để khán giả hiểu những điều mà huyền thoại sống chia sẻ, ekip đã làm hẳn phụ để mỗi khi Thái VJ lên tiếng. Thậm chí, Trấn Thành còn cho anh đặc quyền giơ tay nếu chưa hiểu người khác nói gì để nam MC có thể phiên dịch lại bằng tiếng Anh. Trong chương trình, Thái VJ chưa sõi tiếng Việt, nhưng vẫn có đủ khả năng nghe hiểu những điều huấn luyện viên, giám khảo khác chia sẻ. Thi thoảng, anh lại chêm vào một số câu nói, từ ngữ tiếng Việt vào phần nhận xét của mình. Mặc dù vậy, lần đầu ngồi ghế nóng, nam rapper vẫn lộ rõ vẻ lúng túng, có phần kiệm lời hơn bộ sậu còn lại. Trong ca khúc mở màn của dàn huấn luyện viên và giám khảo, phần rap của Thái VJ cũng chủ yếu bằng tiếng Anh. Đây là việc chưa có tiền lệ ở Rap Việt. Liệu điều này có khiến khoảng cách giữa vị huấn luyện viên đến từ Mỹ ngày càng lớn đối với khán giả Việt? Bạn nghĩ sao về huấn luyện viên Thái VJ trong Rap Việt mùa 3? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất về Rap Việt mùa 3 nhé!